Rồi, chào cả nhà, em đã tiếp tục và video này có thể là video cuối cùng trong ngày hôm nay. Trước tiên là sẽ nói về cái bẻ ống này. Hôm rồi mình mới vừa bán một cái, hôm nay về cái nữa. Cái uống ống của Subatun, nồi địa Nhật, full mới luôn. Đẹp chưa? Nhìn cái là riêng liền. Anh em nào mà điện lạnh là nhìn riêng liền. Thì cái này là nó bẻ ống 10 ly. Make in Japan của Subatun ha. Bộ này anh em mua mới chắc đâu đó khoảng mình đoán thôi, chắc khoảng tầm hơn 3 triệu cái cây này. Bẻ ống của Subatun full mới ha. Nhìn thấy đã vô cùng. Rồi thì cái này mình bán giá 1 triệu 2 cho cái sản phẩm này. Nó bẻ ống 10 ly, 10 ly ha. 1 triệu 2. Và giá này là giá chưa phí vận chuyển nha anh em, chưa phí vận chuyển. Mã đặt hàng của nó là C585, giá 1 triệu 2, và giá là giá chưa có phí ship. Mọi người chuyển khoản thì bên em sẽ bao ship với những sản phẩm nào dưới 2 kg và đơn hàng trên 300.000. Tiếp tục là mình có những cái mẫu lết. Video này hình như là mẫu lết hay bị nhiều á. Trước tiên là mẫu lết lobster bự nè. Cái này nó mở tới 49 luôn. Cái này là cái bự nhất, hình như là cái này bự nhất luôn rồi đó. Nói về cái dòng mà miệng lớn. Thì cái này á thì nó không có khép lại mà sát đâu nha mọi người. Cái này nếu mà nó miệng bự thì ở đây nó sẽ tối thiểu của nó ở đây chắc khoảng là 8 ly á. 8 ly đó. Tối thiểu của nó là 8 ly á. Và tối đa của nó là 49 ly ha. Cái này thì nó có sử dụng rồi nhưng mà rất đẹp, không có bị rơ lắc các thứ gì hết ha. Đó. Nó mạ phát pha rất là đẹp. Rồi. Thì cái cây này mình bán giá của nó là 600.000. Mã đặt hàng là D670, 600.000 cho cái mẫu lết lobster ha. D670 giá 600. Tiếp tục một cây nhỏ hơn. Cái này làm như là nó nguyên bộ, nó về đây nguyên bộ từ lớn tới nhỏ nó luôn á. Cái này đẹp hơn ha, cái này đẹp hơn. Cái này cũng có sử dụng mà nó đẹp hơn nữa. Cái lưỡi nó rất đẹp. Thì cái này là mở tối đa là 36 ly. Chiều dài của thằng này á thì là 24 cm. Tối thiểu ở đây là 6 ly, tức là mở từ 6 đến 36 ly. Kích thước chiều dài là 240mm của lobster. Cái này giá 400.000, mã đặt hàng là D671, giá 400. Tiếp tục cây này. Cây này là kích thước của nó là 200mm. Nó mở tối đa là 30mm và tối thiểu ở đây là cũng là 6 ly luôn. 6 ly ha. Giá của cây này là 270.000, có sử dụng rồi nha. Mã đặt hàng là D673, 270.000. Một cây nhỏ hơn nữa. Đó là chiều dài của nó là 145 ly. Nó mở tối đa ở đây là 24 ly. Ha, và tối thiểu là 4 ly. Đó. Thì cây này giá của nó là 180.000, đã qua sử dụng nha. Mã đặt hàng là D674, giá 180.000. Cây này nó làm cầm lên nó rất là nhẹ nhàng luôn, nó không phải nặng nề. Rất là nhẹ. Rồi. Tiếp đến là video này là mỗi lết không luôn, mỗi lết không. Mỗi lết đẹp đẹp, mỗi lết xịn không à. Cái này thì cái tay cầm nó sẽ thẳng. Ở đây là nó làm một cái dạng hơi cong cong. Đó, hay cong một chút xíu, dạng mắc tiền hơn. Cái này thẳng ha. Cái này nó mở 36 ly và cái chiều dài của nó đó là 24 cm, mở tới đây là 36. Cái này thì nó khép lại được sát luôn. Cái này mình bán 350.000, đó đã qua sử dụng rồi nè. D672, 350.000, giá chưa phí ship. Cái này là nó bôi sơn thôi nha,
cái này là anh em có thể ấy ra được hết trơn à, cái này còn đẹp, nó bôi sơn vậy thôi. Rồi một cái ngay một lát nữa, một lát này là lobster luôn. Dòng này thì là nó không phải như cái miệng này miệng lớn. Dòng này thì bình thường, dòng cổ điển, dòng cổ điển á. Thì cái dòng cổ điển này á là nó mở được 30 mm, cực kỳ dày. Cái cây này dường như là nó mới là khoảng hơn 90% luôn, nó chỉ có thiếu cái bao bì thôi chứ có cái gì hết. Và nó rẻ hơn cái hàng có bao bì ha, hàng full mới luôn á. Này là mới, nó chưa có sử dụng luôn. Thì cái này là giá 300.000, 250 mm chiều dài 250. Anh em xem cái logo nó làm rất là đẹp, rõ nét. Chất liệu là rơm vanadium. 300.000, mã đặt hàng là C602. 300.000 nha, hàng này mới luôn á, chưa dùng nè, không có gơ cái khỉ gì hết. Cái này của Aero. Aero. Aero thì nó cũng là rơm, nhưng mà nó là rơm modium. Đây là rơm vanadium, còn nó là modium. Modium thì cái loại này nó cứng hơn này chút. Aero. Japan. Cái này cũng còn mới chát luôn. Anh em xem nè, nó chưa có một cái dấu hằn nào mà nó dặn ốc hết. Cái này 200 mm ha. 200 mm thì nó mở tối đa là được 24 ly. 20 đúng rồi, 24 ly. Aigo. Cái này giá 150.000 ha. Mã đặt hàng là D676. 150.000. Cái này của thằng Luster, có cán là cao su, cán nhựa ha, bọc bên ngoài. Cái này thì có hàng mới hôm rồi mình bán đó, không có gơ lắc nha mọi người. Cái này kích thước 200 mm giống cây này. Cái này mình bán giá 140, mã đặt hàng là D693. 140.000. Đây mình có hai cây. Cái này của hiệu Touch, TOUCH. Touch này là nó đời cổ lắm rồi, ít bây giờ nó không còn cái thương hiệu này nữa. Không biết là hãng nó còn, nó hãng còn sản xuất sản phẩm sau này không thì không biết, nhưng mà hiệu Touch này nó đã đi vào di vãng rồi. Cái này chiều nó, chiều dài của nó là 200 mm. Serpen. Cái này có sử dụng rồi mà đẹp mới chát luôn, kè không có gơ gì hết ha. Cái này giá của nó là 200.000 nha. D675 200.000. 200.000 mà giá là giá chưa có phí vận chuyển nha, hiệu Touch. Cái này đẹp hơn, cái này xé hơn cái này. Nó hơi bị gơ nè, hay lắc nè. Cái này nó khích kịch luôn. Mỗi lít răng của Lobster, cái này 200 mm. Cái này thì anh em về đánh rỉ lại, mình không có đánh rỉ. Cái này còn rất đẹp, mới, lò xo tốt và không có bị hao mòn đây. Thì cái này mình bán giá 140, chiều dài 200 mm ha. Nè, 140 thì 200 mm thì nó mở tối đa ở đây là bao nhiêu mm đây? Như là chắc được 30 mấy á. ba mươi bốn ly. Cái này giá 140, mã đặt hàng là D698, giá 140.000. Một cái thước lá, thước lá Yamayo, 150 mm. Cái này 50.000 một cây, mã đặt hàng là D711. 50.000. Một cái mỗi lớp răng nữa của hiệu Hit. Cái này thì 250 mm, 250. Cái này 150 luôn. Cái này thì nói chung là hoạt động tốt hết nha mọi người. Mình đã test thử, mình vặn cái ống thử, chứ không phải là. Cái này mở được 45 ly. D690 150.000. Cái lập loàn của Tajima, cái lập loàn này 450 g. Cái này 250.000, mã đặt hàng là D679. 250.000 cái lập loàn ha. Đây. Loàn này là nó còn rất đẹp. Này là nó 450 g. Quả này
một cái bật phấn bật mực, cái bật mực của Sinhoa. Thử rút vô, nó hơi bị gít nha, này nó gít lâu ngày nó bị gít đó. Cái này giá của nó là 90.000, mã đặt hàng là D682, 90.000. Bật mực dùng trong làm mộng hoặc là làm xây dựng. Đây cái nữa nè, đây cái là bật mực bật phấn, tùy anh muốn để gì vô thì anh bật để mực vô đây nè, mở nắp này ra để vô. Cái này 100.000 của Sinhoa, của Tajima Make in Japan. Cái này mới như là nó đâu đó tầm khoảng là 600-700.000. D681 100.000. Một cái cặp cảo cặp cảo lobster. Cái cặp cảo này là nó được là cảo được là 38 ly, cảo được cao 38 ly, cảo lobster đây nguyên cặp luôn ha. À, còn rất đẹp. Cảo này mình bán, cái này về trà ra nhìn cái màu thép nó đẹp lắm mọi người. Cảo xịn á, cảo lobster là cảo xịn á, cảo lobster, cảo sanki á, những cảo cơ khí đó nó làm cho việc nặng luôn á. Này 180.000, cặp này mã đặt hàng là D719. D719 giá 180.000, gồm hai cái. Một cái cặp dao này bên cơ khí đó, không biết chả biết làm gì này. Tức là ở đây là nó để là cách, tức là cái mũi cắt. Mà thường này là nó xả, nó làm bao vía chứ. Bao vía mà này cái kiểu như thế này nè. Mà không biết là nó làm gì. Có thể là nó vuốt như thế này, cắt nó vuốt như này, hoặc là không chừng là nó không hiểu được cái kiểu này nè của thằng Nora Israel. Cái này nó chưa có sử dụng luôn á. Cái này là mình bóc vô đây nó dơ nè. Ngay cả cái cây này cũng vậy, cái này thì mình biết nè. Cái này chỉ đơn giản là kéo lấy dấu, gạch lấy dấu thôi. Đó. Hai cây này mình bán nguyên cặp luôn là 200.000, mã đặt hàng là D687, 200.000 cho cái cặp này. À, rồi có một cái như thế này và một cái này cơ khí cho anh em biết. D687 giá 200.000. Một lớp răng nữa anh em, một lớp răng này của thằng Lobster. Mà cái này nó đẹp, cái này nó mới, cái này nó chưa có dùng á, chưa có dùng mà nó bị để lâu ngày nó xét thôi, chưa có dùng. 250 ml. Cái này mình bán 250.000, mã đặt hàng là D669, 250.000 ha. 250 ml. Một cái dao cạo bavia, cái này thì mình biết nè. Cái dao cạo này là thân của nó bằng kim loại luôn, rất là nặng dày chứ không phải là bằng nhựa. Cầm chắc tay lắm. Cầm lên là biết xịn liền. Đây. Thì cái này, cái cây này mình bán là 150.000, mã đặt hàng là D684, 150.000, có một cây một. Một cái thước cuộn của KDS. Nó có cái vỏ bên ngoài là chống sốc, chống bể vỡ. Và ở đây nó có một cái để thắt lưng, dắt thắt lưng. Anh em xài, anh em tháo ra như thế này nè. Đó, đây là để dính thắt lưng. Khi nào xài xong dắt vô. Cái này nó, tuy là nó cũ thiệt anh em, nhưng mà cây này xịn lắm. Cây này nếu anh em mua mới 600-700.000 một cây. Đây. Nó đã sử dụng rồi nha. Có một vài nơi nó dính bẩn nè. Ở đây nó hai mặt. Thấy không? Phía này nó có 500. Rồi, thì cái cây này mình bán là 150.000. À, mã đặt hàng là D705. D705 150.000. Có sử dụng rồi. Một cái đột dẹp, đục dẹp bê tông. Chiều dài của nó là 190 ml và cái đường kính của nó là 19 ly. À, tương ứng đây cũng vậy. Chưa sử dụng, Mokoba Make in Japan. Cái này giá 100.000, mã đặt hàng là D695. D695 giá 100.000. Một cái dao lọc giấy của Tajima.
cái dao này nó nặng và cái chất liệu của nó đây là nhôm. Đây là cái khung này là khung nhôm nha, nguyên khung này là nhôm hết á, cái này là nhôm. Nó ốp miếng cao su ở hai phía dưới này. Cái loại này á là như là nó tự nạp hay sao á, là anh em để một số đây cái anh em xài hết á, anh em bỏ ra thì kéo lại thì nó sẽ nạp lên chắc gì á, mình nghĩ vậy. Rất là dày, nặng tay. Cái này mình bán 120, mã đặt hàng là D677, 120.000 ha, giá chưa phí vận chuyển luôn. Và đây là cái mặt phấn cuối cùng của video này, mặt mực hoặc là mặt phấn, anh em muốn sử dụng gì sử dụng, tự rút vô của Tajima ha. Cái này giá 1.3, mã đặt hàng là D680, 130.000 cho cái này, và giá là giá chưa phí ship. Rồi, cảm ơn anh em đã xem. Mọi người đặt hàng thì xin nhắn tin vào Zalo hoặc gọi điện. Chào cô Mười, chào cả nhà nha.